Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình có mua được một cái hũ tráng gương, thì thay vì là mình tráng gương bằng cái bột ấy hả? Thì hôm nay thì mình có loại tráng gương khác là bằng cái hũ treo như thế này. Thì mình mua của AS thì cũng không mắc lắm đâu. Một hũ như vậy cỡ khoảng 5-60 ngàn thôi mà mọi người thấy này. Này, tráng gương siêu đẹp luôn. Đẹp không? Đó. Thì hôm nay mình sẽ làm một mẫu tráng gương trên tay của mình. Thì các bạn có thể tham khảo để mua thêm một cái mẫu như thế này. Mình thì mình không bán đâu, nhưng mà các bạn mà muốn mua thì các bạn cứ lên tìm, có thể trên mạng á. Cái này là màu vàng này. Đó, cái màu bạc này mình sẽ làm màu bạc nha. Đầu tiên thì mình có bộ móng ướp như thế này. Để cái móng của mình xài á, mình hay xài những cái móng như thế này. Mình xài một lần, mình xài tức là khi mà mình đi đâu chơi ấy, mình sẽ gắn lên như thế này. Khi mà mình không thích nữa thì mình sẽ gỡ ra. Đó. Là bây giờ mình sẽ chọn những cái móng mà nó vừa với móng của mình nhá. Ở đây thì Phượng đã chọn sẵn được 10 cái móng là vừa cái móng của mình rồi. Và để cái mẫu của mình nó đẹp hơn thì mình sẽ sơn tất cả các màu tráng gương này. Xong đó mình sẽ dùng tóc lì để mình làm lì tất cả móng đi. Xong đó mình sẽ dùng tóc bóng để trang trí thêm. Thì đầu tiên mình sẽ sơn tráng gương lên trước. Cái móng này thì mình đã mài rũa cho cái phần đầu này nó mịn vào rồi nhá. Cho nên là mình sẽ dùng cái lọ tráng gương này. Tất cả các lọ treo của mình á, mình đều lắc đều lên một xíu để cho nó mướt hơn. Đấy. Sơn treo thì cũng như bình thường thôi. Nhưng mà cái tráng gương này thì các bạn thấy không? Sơn lên một cái là nó đẹp luôn. Mình không cần phải dùng bột. Khi mà các bạn dùng bột thì nó có trường hợp nó hay bị chóc ấy. Nếu các bạn tráng không kỹ thì nó hay bị kiểu hở, nó chóc ấy. Còn khi các bạn dùng cái tráng gương này á, nó giống như chân treo vậy, nó đẹp luôn, trên móng luôn. Đấy, mọi người thấy không? Cực kỳ đẹp ha. Rồi, tương tự như thế thì mình sẽ sơn các món khác y chang như vậy. Mình cũng sơn hai nước y chang như sơn treo bình thường nhé. Tại một nước thì nó cũng chưa được đều ấy. Tráng gương này có nhiều màu, mọi người có thể tham khảo để lấy thêm một số những màu khác nữa. Bình thường mà mình tráng gương á, mình hay phải dùng những cái bột đấy. Nó rất là khó và không mướt được. Khi mà Phượng sử dụng tới cái tráng gương này thì mình cảm thấy rất là ưng. Ưng cực kỳ luôn. Đẹp không? Thang hả? Cuối cùng á, đi ra thành phẩm ấy. Sau đây thì mình sẽ hơ treo nha, mình hơ trong vòng 60 giây. Rồi, bây giờ mình sẽ sơn nước thứ hai lên. Và khi mà mình sơn nước thứ hai á thì mình sẽ hơi đèn liền nhé. Nó cũng đẹp xong rồi. Sơn mình sẽ hơi liền mọi người. Sơn này hơi liền luôn nhé. Để lâu nó sẽ không dính vào lỗ. Khi bạn hơ liền ấy, nó trong veo như vậy.
khó thôi. Sao? Sao nào cũng xương bay bình thường đúng không? Đúng rồi. Rồi sau khi mà Phượng sơn hết cái phần tráng gương lên rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng một chai top bóng này. Mình sẽ sơn lên toàn bộ cái phần móng này. Sau khi sơn bóng xong á, mình sẽ hơ đèn nhé. Rồi, cái phần mà giữa ngang, giữa mà lì với cả bóng ấy, thì tôi sẽ cho một cái ribbon mà nó có màu như thế này nhé. Mình dán ở phía bên trên top này nhé. Đợi lên đi nè, tôi Phượng sẽ dùng một cái bấm ra đấy. Mình sẽ bấm một miếng như thế này, rồi xong, bấm vào vào móng này. Ok, mình vừa hoàn thành xong bộ móng. Bây giờ mình sẽ gỡ cái bộ móng này ra nha. Ngón út này, ngón trỏ này, ngón giữa này, áp út này, và ngón út này. Rồi,
Để gắn lên móng mình thì mình sẽ sử dụng một cái chai keo lột. Mình bôi hết vào tay rồi mình sẽ gắn nha mọi người. Bởi vì mình không xài cái móng này lâu ấy, mình chỉ gắn lên cho mọi người xem thôi. Thì mình sẽ sử dụng cái keo lột này nhé. Lát mình gỡ ra cho nó dễ hơn. Còn nếu như mọi người mà muốn gắn để xài lâu ấy, thì mọi người bỏ qua cái bước keo lột này. Mình sẽ mài móng và mình gắn trực tiếp keo lên móng nhé. Rồi bây giờ thì Phượng sẽ chờ cho cái này nó khô. Sau khi khô thì mình sẽ dán trực tiếp lên móng nha. Ở đây mình đã có một bộ móng như thế này. Cái này là tay bên trái này. Cái kia là tay bên phải. Cái bên này màu xanh. Vàng vàng xanh xanh. Bộ móng cũng khá là xinh đúng không mọi người? Cái móng của Phượng đã khô như này rồi, bây giờ mình sẽ dùng keo nha. Thường thì mình sẽ sử dụng keo micron này mình xài này. Đây là cái móng cái này. Mình sẽ cho ít keo thôi, bởi vì mình cũng không xài giữ lâu ấy. Mình cho một xíu keo ghìa hai bên này. Giữ này một chút cho nó khô nha. Phường vừa đánh xong cái bộ móng thì các bạn thấy không? Cực kỳ xinh và sang chảnh luôn đúng không? Xinh không? Xinh. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu mà mọi người thấy thích video này thì đừng quên bấm like, subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.